Rồi. Ok. Bây giờ á thì bây giờ cái form của mình á, mình sẽ có những cái input như thế này. Thứ nhất là mình nhập cái hot first name, last name ha. Họ, tên, năm sinh, đó, nhập họ riêng, nhập tên đi ha. Họ lót đi. Đó, họ lót, tên, năm sinh, chơi tiếng Việt hết đi. Đó. Rồi, bắt đầu. Chương trình cấp ký sẽ được phép bắt đầu ha. Rồi. Sau khi mình nhập thông tin xong thì mình đích vô cái button là show thông tin, thì các bạn sẽ tạo một cái sự kiện on click show TT nha. Rồi mấy cái này thì các bạn đã quen bài của trước rồi. Show TT là một cái function nằm trong cái JavaScript. Rồi, JavaScript của mình là mình tạo một cái file .cs mình kết nối vô đây bằng cái thẻ script, ok nha. Rồi ổn rồi đó, thì bắt đầu mình làm thử nè. Rồi tạo một cái file mới là lab 2 ship gạch bài 1 chấm html. Rồi enter. Quên, mình tạo file js mà. Lab 2 ship gạch bài 1 chấm js enter. Rồi bây giờ mình lấy cái file này mình liên kết vô bên kia. Phần phần không? Rồi Ctrl C, mình làm Ctrl C Ctrl V cho nó dễ ha. Ctrl V là tôi sợ tiếng chữ in hoa với chữ thượng khác nhau, báo lỗi mất công copy cho chắc. Rồi ổn rồi đó, vậy là mình đã có cái form nhập. Rồi mình đã có form nhập ha, form nhập thông tin họ lót, nhập tên, nhập năm sinh. Thì mình muốn show cái gì ra đó thì bắt đầu mình tính toán nha. Ví dụ như mình muốn là show cái thông tin kết quả, hiển thị kết quả ha, thông tin của bạn đó. Thì thông tin của bạn này nó là một cái H2 chẳng hạn, thì mình để trong H2, tức là mình phải có HTML trước rồi muốn làm gì đó làm. Thông tin của bạn thì bây giờ mình sẽ có cái là họ lót và tên, thì là tên của bạn, tên đầy đủ à, hai chấm, thì mình sẽ đưa tên đầy đủ vô, thì cái này nó sẽ là một cái B chẳng hạn nha, tên đầy đủ hai chấm. Ví dụ như mình muốn là tên đầy đủ mình được in hoa lên thì mình sẽ để trong cái span. Các bạn học JavaScript mà học lại luôn cái HTML luôn á, thì chừng nữa ngay cái chỗ này là chỗ mình sẽ đưa dữ liệu vô nè nha. Rồi cái span này là in đậm lên thì mình sẽ khai báo trên cái CSS tí xíu là span in đậm lên nha. Form quay phone đó, ví dụ như vậy. Thì những em nào nằm trong span là cứ phone lên là ok. Rồi tên đầy đủ mình là như vậy. Rồi sao nữa, năm sinh ha, năm sinh đó, năm sinh đã nhập, ví dụ như vậy. Rồi nó cũng là span luôn. Rồi bây giờ tuổi của bạn là đó. Rồi mai mốt mình sẽ làm tiếp cái bài này là mà bạn này là thuộc cung gì, bạn này có mệnh gì, hợp với màu gì, vậy đó, thí dụ như vậy. Tức là các bạn làm được hết mấy cái này sau cái lớp 2, tức là mình làm một cái cuốn tử vi sau lớp 2 được luôn đó. Rồi thì bây giờ mình chỉ cần là tuổi thôi ha, tuổi của bạn. Rồi mình nâng cấp cái bài này lên bằng cách là tuổi của bạn bao nhiêu tuổi đó, thì tuổi của bạn là tuổi con gì được luôn ha. Rồi bây giờ tới đây thôi, tại vì bài này chưa học tới mảng thì làm tới đây thôi. Rồi yêu cầu của anh ta là cái gì đó, anh qua anh thường gì đó, từ từ tính ha. Rồi tới đây thôi được rồi. Thì bây giờ á, nguyên cái này nè là nguyên nội dung, nó sẽ hiển thị vô cái ID này, nhớ ha. Cái là nội dung này nó có nhiều dòng, ổn ra mình làm nội dung có 1 dòng à, bây giờ nội dung này nội dung nhiều dòng đấy. Rồi bây giờ mình sẽ tạo cái function show tt nha cho cái trang này. Rồi function show tt
ROTT nghe cái nem ha. Bỏ cái này. Bỏ đối số. Rồi bây giờ mình cứ va thôi các bạn. Va thôi. Va. Va. Thì va họ lót tên năm sinh nha, ba cái. Và họ lót bằng document get document chấm get element by id mở ngoặc nhảy đôi họ lót có chấm value không? Có, tại mình lấy giá trị luôn, mình không làm gì mình lấy giá trị luôn. Rồi copy xuống cho nó nhanh, đổi lại cái tên, tên à, tên năm sinh như là ghi nguyên câu sao nguyên chữ năm sinh ha. Rồi các bạn thấy tôi hay đặt cái tên biến này trùng với tên ID này, hai cái đó là khác nhau quá ha, chứ không phải giống nhau đâu, tại vì cái biến này nó nằm ở file separate thôi, còn này là một cái ID của một cái input. Đấy, mình đặt như vậy để cho nó nhớ cái cách mình làm, là nó không thể nào quên cái gì trên rồi, không có sai. Rồi ok, mình đã có cái dữ liệu input rồi. 1 2 3 có rồi. Thì bây giờ tới phần cái tính toán của mình làm cái gì? Mình chuyển cái này nè qua cái in hoa, thì bắt đầu mình va thêm một cái nữa là tên shift gạch in hoa. Ví dụ như vậy. Rồi mình bằng tên chấm gọi cái hàm in hoa lên. Nha, hàm qua là to upper case đúng không? Chữ C có viết hoa không? Xem giùm tôi coi, sợ giùm tôi coi chữ C có viết hoa không? Tôi nhớ là không nha. Các bạn phải nhớ tới từng chi tiết vậy á, chứ nó sai hoa với sai thường là nó cũng ra. Rồi, tiếp theo là mình tính về cái tuổi ha. Cái tuổi thì cái tuổi bằng cái năm sinh hiện tại. Rồi, bây giờ mình để là 2022 đi, từ từ đúng sao. Rồi, cái năm sinh này nè, nó phải được chuyển đổi thành integer nha. Bas in. Bas in tức là chuyển đổi một ký tự số nào đó thành cái số nha. Rồi năm sinh. Rồi ok. Tức là lấy cái này trừ năm sinh ra được cái tuổi. Rồi, mình đã có cái này, đó có cái này, có cái này. Bây giờ mình chỉ cần show dữ liệu nó ra thôi. Thì bây giờ mình là va ta quy bằng bằng cái gì ạ? Bằng nguyên cái HTML này nè. Đấy, Ctrl C nha. Rồi. Ctrl C rồi. Ctrl X luôn đi. C làm chi? Rồi qua đây. Ví dụ bình thường á mình sẽ làm như thế này. Đó, nhảy đôi rồi mình đưa chữ vô. Bình thường làm như vậy nè. Thì nếu nó là một dòng thì nó ok, nó đúng. Bây giờ nó bốn dòng nha, thì nó sai. Nhưng mà mình sẽ nối chuỗi bằng cách là nhảy đôi cộng, bữa hổm học rồi đó, nhớ không? Nhảy đôi cộng đứa nào vô cái mic của nó làm cái gì trống vậy, làm gì trống rần rần vậy? Nhảy đôi cộng ha. Đó thì như vậy người ta gọi là nối chuỗi giữa các dòng với nhau nè, gọi là nối chuỗi trên một dòng, nó cũng là nhảy đôi cộng. Nó xuống dòng là nó khác này ha, trong Javascript nó xuống dòng là nó khác, nhớ ha. Làm cái gì nó phải đúng màu vậy là nhớ ok nè, còn thấy màu nó tùm lum tùm la là không được. Rồi ví dụ như xíu mình thay đổi cái này nè, mình thay thế giá trị ngay chỗ này nè, thì nó cũng là dấu nháy rồi cộng cộng rồi đưa giá trị vô đây. Tên đầy đủ của bạn là gì? Họ lót và thêm cái in hoa này nữa nè. Rồi ví dụ như mình cộng với in hoa vậy đúng không? Chắc chắn đúng, đúng hay không từ từ tính ha. Rồi năm sinh của bạn nhập là chữ năm sinh này nè, thì mình bỏ cái chấm chấm này nè, nhảy đôi nè, cộng cộng nè, đưa năm sinh vô. Rồi tuổi của bạn tính rồi luôn nè, tức là mai mốt các bạn lập trình đó, các bạn phải là làm cái gì đó trước hết đi,
cái phần cuối cùng là cái phần retain đó, thì mình cho kết quả gắn vô là xong nha. Đừng có để chỗ này tính toán. Về cái cách lập trình thì nó sẽ bị chậm hơn so với cái cách làm này nha. Nhớ nhớ cách làm. Nếu đó giờ mình không có cách làm thì giờ mình phải nhớ cái vụ này, tức là có kết quả hết đi rồi mình đã show cái output ra. Rồi nhảy đôi cộng cộng đưa cái biến vô đây. Rồi bây giờ kết quả mình đã có rồi. Kết quả này nó bao gồm cả những cái thẻ HTML, cho nên bữa trước mình đã viết một cái hàm để show dữ liệu lên, đó là inner HTML ha. Thì inner HTML nó sẽ show dữ liệu ra đâu? Mình muốn show ra đây nè, box show đấy. Thì bây giờ mình trở lại đây, mình chỉ cần là document chữ thường nha, chấm get, mở ngoặc, nháy đôi, box show đúng không? Đó, lúc này chấm inner HTML. Khi nào kết quả hiển thị ra mà nó không có những thẻ HTML á, thì mình chỉ cần là inner test thôi, nó cũng hiểu rồi nha. Bằng KQ, một hàm một duy nhất ha, một hàm một duy nhất là nó đúng yêu cầu bài này rồi. Chỉ có cái là chuyển anh Hoa nè, tính toán tuổi nè, rồi gọi hàm nè, show ra cái block này nè. Ok ha. Rồi trở lại cái demo ha, nhập thử, nhập bình thường đi. Rồi 2K chết cha. Rồi lỗi là vui đi nha, mình làm mình có hình vui đi để mình tập đọc lỗi. Quá trời quá đất, quá trời quá đất lỗi ha. Rồi nó nói gì ạ? Không thể kết nối tới cái chỗ mà nhận cuối cùng, nó không có tồn lại. Rồi lớp 1, bài 2, hàng số 1, hàng số 1, hàng số 5. Cái này nó nói là to uppercase, không phải là một cái function. Thấy chưa? To uppercase không phải là một cái function. Thì lúc này mình sai rồi đó. Thì mình search lại. Đó, vô đức chi qua quân search to uppercase, thì hàm trong JavaScript nó viết như thế nào? Nó phải viết như thế này nè, cái bên nguyên đám này nè, phần trên C, và nó sử dụng như thế này nè ha. Biến chấm tới nguyên hàm này là đi trang vậy thôi, copy rồi mình dán vô đây. Rồi ok ha. Không thể đọc cái thuộc cái tính số 1. 1 1 3 5 1 1 3 5 lấy gì ạ? Đầu tới 1 3 5 gì? Chắc do trình duyệt quá. Do cái live server quá. Chạy trực tiếp không sao hết á. Tại vì nó show kết quả rõ ràng rồi. À, chạy trực tiếp là được các bạn ơi. Vậy là cái live server có vấn đề nha. Để tôi về tôi kiểm tra cái đó coi nó bị cái gì. Lâu lâu gặp cái vui à. Lâu lâu gặp cái vui á. Tại nó báo là cái intention gì nó làm sao. Rồi làm đúng nha, mình làm đúng nha, giải thuật đúng nha, cách làm đúng nha. Cái server mà chạy live thì nó báo một cái warning thôi, chứ không phải là lỗi. Cái warning của nó tức là cái lỗi nhầm, không phải là cái lỗi quá đáng. Rồi với cái bài này các bạn có thể là ví dụ như là kiểm tra số 5, số 5 hiện tại, số 5 người ta nhập coi có lớn hay nhỏ hơn số 5 hiện tại nha. Nếu mà nó lớn hơn thì mình phải cảnh báo chẳng hạn, rồi mình phải kiểm tra coi cái này có phải là số hay không nha. Ví dụ nhập chữ thì phải cảnh báo lên. Ví dụ cái hàm mà kiểm tra số làm gì ta? Năm sinh
hàm kiểm tra số là hàm gì. Ví dụ như mình tạo một cái sự kiện ngay chăng chỗ cái input này luôn nè. Ví dụ như hổng gài là mình có sự kiện click, load. Bây giờ tới cái mà mình vừa nhập dữ liệu xong mình qua chỗ khác liền á, thì nó là on chain hoặc là on blur. On chain là này nè, hoặc là on blur. On blur à, thì mình cho nó là check firm, ví dụ như vậy ha. Rồi ví dụ như mai mốt á, mình học thêm cái phần tiếp theo nữa, thì cái chỗ này mình sẽ có một cái chữ this để mình lấy giá trị ngay cái chỗ này nè, mình kiểm tra ha. Còn cái này là mình chỉ là coi coi nó có nhập đúng hay không thôi, thì mình chỉ cần cái này thôi. Rồi mình cho một cái check form này thử, cho qua đây, cho qua đây ha, check form. Các bạn mới thấy tôi viết lại cái cách viết tạo sự kiện cho một cái đối tượng HTML ha. Nãy tôi quên nói, tại tôi thử cái này thử coi coi cái trình duyệt nó có cảnh báo lỗi không, nhưng mà nó vẫn cảnh báo lỗi thì không phải là do cái này. Cái này là cách viết khác, cách JavaScript nâng cấp hơn. Không ra mình học là JavaScript cơ bản thôi, tức là tạo sự kiện trực tiếp trong cái thẻ HTML. Thì đây là cái cách mà tạo sự kiện ở trong JavaScript luôn đó. Tức là mình sẽ lấy cái đối tượng HTML xong nhé, thì mình sẽ sử dụng cái hàm là addEventListener, tức là lắng nghe cái sự kiện của cái thằng này là cái gì. Ví dụ như mình tạo sự kiện click thì mình để dưới click, tạo sự kiện gì đó thì để sự kiện đó, over, on, gen, cái gì đó chẳng hạn ha. Rồi thực hiện cái gì thì thực hiện cái gì, này là một tên một cái function, và cái function mình viết ngay chăng cho đó, hoặc là viết ở đâu đó cũng được. Rồi bây giờ mình trở lại cái việc là check ha. Rồi on learn nè, check form nè, thì bây giờ mình check form đây. Rồi check form nghĩa là mình sẽ lấy cái dữ liệu, ví dụ như là var, lấy cái năm sinh bằng nha, và lấy nguyên đám này xuống đi. Năm sinh bằng, thì cái năm sinh này hiện tại là chuỗi, muốn tính toán muốn so sánh gì đó thì mình phải if hoặc là đặt in ở đây luôn đi. Đặt in là chuyển ký tự chuỗi, ký tự số thành số. Rồi bây giờ mình if nếu mà năm sinh lớn hơn năm hiện tại hả, thì bắt đầu mình alert ra ha. Đó, nhập năm sinh nhỏ hơn năm hiện tại. Đấy, rồi mình focus nó. Thì để focus thì mình sẽ không sử dụng cái này ở đây. Đó, và ngay cái năm sinh này á, mình sẽ phạt in chỗ này nè. Đó, năm sinh chấm value. Năm sinh chấm value nếu mà lớn hơn thì nhập lại năm sinh nó nhỏ hơn, và forget cho nó năm sinh chấm forget. Nhớ ha, check form thì mình chỉ cần đọc đến element của HTML đó thôi. Còn mình muốn làm gì đó thì mình chấm thêm. Mình muốn làm gì đó thì mình chấm thêm. À, thứ nhất là mình chưa có kiểm tra nó phải là số hay không, mà cái chữ này á thì nó là chuỗi thôi,
thì nó chuyển ra nó làm gì có giá trị mà để so sánh cái này. Cho nên ngay chỗ này mình phải eo cái nữa nè, để mình cảnh báo nè. Hoặc là trước khi có cái này mình phải kiểm tra nó có phải là cái số hay không. Nếu mà cái này nè, I N A N đó, cái biến này nếu mà nó sai thì nó là số, nó đúng là nó chuỗi, nó sai là số ha, thì nếu là nó là số, cái này đúng là chuỗi, sai là số thì chấm phẩy, chấm than trước, sai là số thì cái này nó mới thực hiện cái phần này đấy. Mình cẩn thận xíu. Đây, rồi giờ mình eo thì mới cảnh báo là nhập lại số ghi, ví dụ vậy. Yêu cầu nhập số, vui lòng nhập số. Đó, vui lòng nhập số. Đấy ha, tức là cái hàm này nè, để kiểm tra cái phần mình nhập nó có phải là số hay không. Nếu nó trả về giá trị phone thì nó là số, thì bây giờ mình muốn nó là số thì mình phải thêm dấu chấm than ha. Rồi thử đi, rồi ok thử ha. Đó, tự nhiên hello vậy, tự nhiên hello vậy, on chain check form chứ hello cái gì, check form sao à, check form ha. Rồi nhập ký tự ha, nó vô lòng nhập số đúng rồi nè, nó biết đó là ký tự để kêu vô lòng nhập số. Rồi bây giờ mình nhập số lớn hơn 2022, nhập năm sinh nhỏ hơn năm hiện tại 2022. Đó, 2020, 11. Đó, 11 tuổi. Ok ha, coi kỹ là cái này tí xíu, mình hơi bị nhầm chỗ này tí xíu về giải thuật. Tức là phải có cái dòng này nữa. Nếu nó là số thì mình mới tính toán, không là số thôi tôi nhập lại đi. Còn nếu nó là số thì mình kiểm tra coi nó có phải là nhỏ hơn năm hiện tại hay không. Ok không? Không suy nghĩ kỹ là mình kiếm không có lỗi mà không chạy. Là từ vô tư tập nha, tập nha, hãy làm phơm thì tập kiểm tra, hãy làm phơm thì tập kiểm tra. Đó, ví dụ như mình kiểm tra thử coi cái này nó có nhập dữ liệu hay không, nếu không nhập dữ liệu thì kêu nhập đi, ví dụ như vậy. Và nếu mình không làm dùng Javarit thì dùng gì đó thì bắt buộc phải nhập, chứ mình show ra dữ liệu mà nó không có gì hết thì nó kỳ. Rồi chỗ đoạn này có ai hỏi gì không? Chọn đoạn này, suy nghĩ kỹ cái chọn đoạn này. Y n hoa a n hoa, hàm kiểm tra số, nếu trả về phone thì nó là số. Bây giờ mình muốn nó là đúng thì tìm cái tính than.
I N A N Savage. I N A N trả về tru nếu nó không phải là số. Nói chung là muốn kiểm tra số là thêm dấu chấm than vô.